Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn ta chứng minh bất đẳng thức bằng cái phương pháp quy nạp toán học. Thì đây là dạng thứ ba trong cái loạt bài chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học. Chúng ta có hai dạng, dạng thứ nhất là chứng minh đẳng thức, dạng thứ hai là chứng minh chia hết, và bây giờ sang dạng thứ ba đó chứng minh bất đẳng thức. Thì trong cái chứng minh bất đẳng thức ấy thì thầy chia làm hai phần. Phần thứ nhất là liên quan đến biểu thức, liên quan đến mũ và đa thức. Đấy, hai là chứng minh theo liên quan phần thứ hai liên quan đến dạng dãy số. Thế thì hôm nay thầy hướng dẫn ta cái phần 1. Video tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn ta cái phần số 2. Thì trong video này thầy hướng dẫn ta giải vô lý. Đầu tiên đi ta phải IA này. Ta sẽ có chứng minh là 2 mũ n lớn hơn 2 mũ n cộng 1 với n lớn hơn bằng 3. Thì trước tiên là bước 1 là với n bằng 3 đã. Với n bằng 3. Đấy. Thì ta có đây chúng ta có là vế trái bằng 2 mũ 3 là bằng 8. Vế phải thì bằng bao nhiêu? 2 nhân 3, 2 nhân với 3 cộng với 1 thì bằng 7. Và lúc này ta sẽ có là vế trái lớn hơn vế phải là đúng không? Vậy thì bất đẳng thức đúng với n bằng 3. Rồi, với giá trị nhỏ nhất đúng không? Bên ta giả sử giả sử bất đẳng thức đúng với n bằng k. Đấy. Tức là ta có này, ta có đấy. Ta có gì? Ta có 2 mũ k lớn hơn 2k cộng 1. Đó. Bây giờ ta chứng minh bất đẳng thức đúng với n bằng k cộng 1. Tức là ta chứng minh là gì? Ta chứng minh đi chứng minh là 2 mũ k cộng 1 lớn hơn 2 nhân với k cộng 1 cộng 1. Ok. Thế bây giờ ta đi chứng minh này, thật vậy ta có thật vậy ta có này hai mũ k cộng 1 này thì đúng là bằng 2 nhân với 2 mũ k. Đấy. Mà theo cái giả thiết quy nạp từ sau này, từ sau tức là 2 mũ k lớn hơn 2 mũ 2k cộng 1 đây thì tương đương ta nhân cả hai vế với 2 thì 2 nhân với 2 mũ k lớn hơn 2 nhân với 2k cộng 1. Ok. Ta biến đổi vế này tương đương nhá. Thì đây chắc chắn là hai gì rồi? 2 mũ k cộng 1 rồi. Lớn hơn này. Nhân tung ra, nhân tung ra. Thì ta có này, nhân tung và biến đổi nhìn về cái biểu thức này thì ta sẽ có là 4k này, 4k nhưng mình chỉ cần là 4k đó, 4k cộng với 2. Chúng ta biến đổi về tương đương chút này. Đấy, cái cả là 2k cộng 1. Đó, lớn hơn. Lớn hơn chúng ta chỉ còn quan tâm chỗ này thôi là gì? 2k cộng 1 cộng 1 để thành biểu thức kia đúng không? Ta tách ra thì đây là 2k này. 2k cộng 2 cộng 1 thì đương nhiên ta còn cộng với 2k trừ 1 nữa. Đúng chưa? 2k trừ 1. Thế ta thấy này, ta thấy cái thằng cụm đằng sau này này, 2k trừ 1 này lớn hơn 0 với mọi k lớn hơn bằng 3 đúng không? Thằng này thì nó lớn hơn 0 khi k lớn hơn 1 phần 2, vậy đương nhiên 3 là lớn 0. Vì vậy chúng ta thấy rằng là cái thằng 2k cộng 1 này sẽ lớn hơn 2k cộng 1 cộng 1 rồi cộng với 2k trừ 1
và nó sẽ lớn hơn là 2k cộng 1 cộng 1. Đấy. Đúng không? Cái thằng dương nên bỏ đi thì nó phải lớn hơn cái thằng này. Được chưa? Cái chặn đầu chặn cuối ta có 2k cộng 1 lớn hơn 2k cộng 1 cộng 1. Đó. Thế là ta thấy điều phải chứng minh. Điều phải chứng minh. Ok, rất đơn giản thôi, đúng không? Đây nha. Tương tự cho IB. Những cái dạng này rất dễ thôi, ta chứng minh kiểu như vậy rất là dễ. Ok, ta sang IB. IB này. Tiếp tục ta chứng minh 2 mũ n cộng 2 lớn hơn 2n cộng 5 với n lớn hơn bằng 1. Rồi. Thế thì trước tiên chúng ta xét với n giá trị nhỏ nhất là bằng 1 thì ta có vế trái bằng đây là 1 thì ta thấy là bằng 2 mũ 3 à, bằng 2 mũ 3 là bằng 8. Được chưa? Còn vế phải thì bằng bao nhiêu? 2 nhân 1 là 2, 2 nhân 11 là 2 cộng với 5 thì bằng 7. À, đương nhiên là gì? Vế trái lớn hơn vế phải. Ra đúng với bất đẳng thức đúng với n bằng 1. Xong. Tiếp tục này. Ta giả sử bất đẳng thức đúng với n bằng k. N bằng k, ok. Giả sử bất đẳng thức đúng với n bằng k. Tức là ta có này. 2 mũ k cộng 1 à cái nỗi cộng 2 chứ. À, lớn hơn 2k cộng 5. Đó. Thế là ta đi chứng minh. Ta chứng minh bất đẳng thức đúng với n bằng k cộng 1. Tức là ta chứng minh phải chứng minh là 2 mũ k cộng 1 cộng 2 k cộng 1 cộng 2 lớn hơn 2 k cộng 1 cộng 5. Chỗ này là k cộng 2. Đây, k cộng 2 đây. Ok, rồi. Thế ta đi chứng minh này. Ta dựa vào cái thằng sao này, đúng không? Vậy từ sao ta có này. Từ cái biểu thức sao về ta có cái thằng 2 mũ k cộng 2 lớn hơn này. À, 2k cộng 5. Rồi, tương tự như vậy. Thì cái thằng 2 mũ k cộng 1 này tức là cộng 1 thì ta sẽ nhân với 2 nhân với 2k cộng 2 sẽ lớn hơn nhân 2 hai vế đúng không? 2k cộng 5 đấy tương đương với thằng này chính là 2 mũ k cộng 1 cộng 2 đây sẽ lớn hơn 4k cộng 5. Mình mới đổi luôn thằng này bằng nhá. Bằng nhìn vào đây. Được chưa? Đó, ta sẽ có này. Đó. Là nhìn về đây thì ta sẽ có là 2 k cộng 1 này xong cộng với 5 này thì đương nhiên chúng ta sẽ làm cộng với thằng này còn 2k trừ 2 đúng không? Trừ 2. Ok. Đúng không? 2k trừ 2 chuẩn nhỉ? 2 cộng 2 trừ 2 cộng 5 rồi đúng không? Ok, rồi chính xác. À đâu không có đây cộng 10 chứ nhỉ? Đây cộng 10 hay là 10 chứ ô nhân kiểu gì đây? Cộng 10. Thôi hỏng, 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 hỏng. 25 là 10 cơ mà. Cộng 10 rồi. Thì đây cộng 5 thì chúng ta đây còn cộng với 2k. 2k cộng 1 cộng 5 là cộng 7 thì còn cộng 3. Đúng không? Cộng 3 ok chưa? Đúng nhỉ, xem nào. 2 là 4 này, 4k này. 2 1 là 2 cộng 5 là 7 cũng rồi. Ok, đúng rồi, chuẩn đấy. Đúng không? Rồi. Thế thì ta thấy nào. Ta thấy
2k cộng 3 này, đây đây là cụm này, lớn hơn 0 với mọi k lớn hơn bằng 1. Đó. Nên từ đấy suy ra 2 mũ k cộng 1 này, cộng 2 này sẽ lớn hơn này 2k cộng 1 cộng 5 này cộng với 2k cộng 3 này, và sang này bỏ thằng này đi thì nó sẽ phải lớn hơn rồi, 2 nhân k cộng 1 cộng 5. Vậy chặn đầu chặn cuối. Đấy. Nên tính chất bắc cầu đây, thì ta có 2 mũ k cộng 1 cộng 2 sẽ lớn hơn 2k cộng 1 cộng 5, đúng không? Suy ra điều phải chứng minh. Ok, xong, rất đơn giản, đúng không nhỉ? À, cách chứng minh vậy. À, này tương tự với ICD, cho ICD chúng ta làm tương tự thôi nhỉ? Với cách này chúng ta thấy là rất là dễ thôi. À. Ok, ICD này chúng ta chắc là các em tự làm được, đúng không? Thầy sẽ để thời gian cho ông ta tự làm. Đấy. Thì cái ICD thì thầy nghĩ là nó không quá khó. À xem mà IC thì thôi nhé, thầy xem có làm ID không ta. À ID thử ID nhé. ID nhìn nó có bậc 2, thầy làm ID. À, ID thôi, IC tương tự nhé. ID này. ID nó sẽ có là gì? À, 3 mũ N. 3 mũ N lớn hơn N bình cộng với 4N cộng với 5, được chưa, với n lớn bằng 3. Thế bây giờ với n bằng 3 thì ta có vế trái bằng 3 mũ 3 bằng 27, còn vế phải bằng 3 bình phương cộng với 4 nhân với 3 cộng với 5 bằng bằng chứa 9 này. À, 3, 4, 12. 12 cộng với thằng là 9 thì sẽ là 10, 14, 12 cộng 4 là thành 26, đúng không? 12 cộng 14 26, đúng rồi, 26. Rồi đương nhiên là vế trái là lớn hơn vế phải rồi, suy ra là đúng. Với n bằng 3. Đó. Giả sử à, bất đẳng thức đúng với n bằng k, tức là ta có 3 mũ k lớn hơn k bình phương cộng với 4k cộng 5. Đấy. Ta chứng minh bất đẳng thức đúng với gì? N bằng k cộng 1. Đó, n bằng k cộng 1. Thế ta sẽ chứng minh là đúng n bằng k cộng 1. Thế bây giờ, tức là ta đi chứng minh gì? Ta đi chứng minh cái điều này. 3 mũ k cộng 1 sẽ lớn hơn k cộng 1 bình phương cộng với 4k cộng 1 cộng với 5. Rồi, bây giờ đây, ta có này. À, ta có thứ nhất là 3 mũ k cộng 1 ấy, thì bằng gì? 3 nhân với 3 mũ k. Rồi. Thế thì 3 mũ k theo biểu thức là 3 này, từ đấy suy ra này. 3 nhân với 3 mũ k sẽ lớn hơn là 3 nhân với k bình phương cộng với 4k cộng với 5. Ok, ta biến đổi về bên này nhá. Tương đương rồi. 3 nhân với 3 mũ k chính là 3 mũ k cộng 1 luôn đây. Lớn hơn thằng này nhân vào là, à mình biến đổi về nhìn vào đằng này, nhìn về đằng này thì chúng ta sẽ có này. Thứ nhất là cứ nhân tung vào 3k bình phương nữa, cộng với 12k cộng với 35 15 đã. Thì mình đối biến đổi bên này bằng này. À chúng ta nhìn vào đây thì để thằng thức thì nó thành k bình này cộng với này 2k này cộng với 1 này. Ok, thì trở thành hằng thức nha. Tiếp tục là cộng với này 4k cộng 1 thì thành 4k cộng 4 này. Được chưa? Thế còn lại bao nhiêu? À đây chúng ta còn lại cộng với này. Đây là có 3k bình thì đây có k bình thì còn 2k bình này. Được chưa?
Thằng này chúng ta sẽ có mấy k rồi? 6k đúng không? Đây thì có 16k thì cộng với 6k này. Được chưa? Rồi thằng này mới cộng 5 này thì đây còn cộng 10 đúng không? Cộng 10. Rồi, bằng tiếp này. Đây là k cộng 1 bình phương này. Rồi thằng này cộng với này 4k cộng 1 này. À, chúng ta còn thiếu cộng 5 chứ nhỉ? Cộng 5 mà, vừa cộng 5, cộng 5 thì chỗ này cộng 5 nữa, cộng 5 rồi, chèn vào đây. À, cộng 5 này, cộng với này, 2k bình cộng với 6k cộng với 10 này. Ok. Thế thì tức là lúc này ta sẽ có là nếu chặn đầu này chúng ta sẽ có là 3. 3k cộng 1 sẽ lớn hơn, chỗ này là sẽ là lớn hơn này. Đó, lớn hơn thằng này, đúng không? Rồi, mà ta thấy này. Cái thằng cụm này này là dương rồi, chắc chắn là dương rồi. 2k bình cộng với 6k cộng với 10 là lớn hơn không? Chúng ta thấy nếu giả sử ta bấm phương trình bậc 2 này. Phương trình bậc 2 này chắc không nghiệm rồi, 9 đúng rồi. Nên ta phải là 3 bình phương trừ DAC 9 trừ đi 20 là âm rồi, chắc chắn dương với mọi k chứ không phải mọi k lớn bằng 3 nữa. Mọi k nó cũng dương với mọi k luôn đúng không? Hay nói khác là mọi k lớn hơn bằng bằng 3 kẻ nó đúng không nhỉ, mọi k. Vậy thì từ đây suy ra ta có 3k cộng 1 này lớn hơn này k cộng 1 bình phương cộng với 4k cộng 1 cộng 5 cộng với viết lại nhá. 2k bình cộng với 6k cộng 10. Đúng không? Thì thằng này này, bỏ thằng này đi, bỏ số lớn không đi, tức là cộng một số mà bỏ đi thì nó sẽ lớn hơn, thằng này sẽ lớn hơn là k cộng 1 bình phương cộng với 4k cộng 1 cộng 5. Đương nhiên trận đầu trận cuối thì ta có là 3 1 lớn hơn k cộng 1 bình phương 4k cộng 1 cộng 5. Đấy. Thì đấy đúng cái điều mà ta cần phải chứng minh đây. Ra điều phải chứng minh. Về cơ bản thì nó không khác gì nhau cả, chúng ta biến đổi nó hơi phức tạp một chút xíu thôi, đúng không? Nó nhìn có vẻ nó vì nó bậc 2 chúng ta phải nhìn về cái thằng này ta biến đổi về nó. Đấy. Còn dư phần nào thì nó cái phần đó luôn dương là ok rồi. Đấy. Đây là cái video mà liên quan đến chứng minh đẳng thức với phương pháp quy nạp. À, trong trường hợp này thì nó cả chứa cả mũ. Đấy, tức là biểu thức chứa mũ này. Và đây là hàm đa thức, một cái đa thức. Đấy. Trong video tiếp theo ấy, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta giải các bài tập liên quan đến cấp số. À, cấp số tức là một cái dãy số, tổng một cái dãy số nào đó, số hạng một dãy số. À, thì cái đấy thì chứng minh nó hơi phức tạp một chút xíu so với cái dạng này. Dạng này được gọi là dạng dễ nhất. Thế thì video của thầy đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay và các em thấy hay và bổ ích thì hãy like, chia sẻ, comment và đăng ký kênh ủng hộ thầy. Cảm ơn các em.